Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau nụ cười. Tiếp sức hồi sinh, hãy cho nhau cuộc đời. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Lắm những bàn tay, thời khắc định mệnh, gần lắm những bàn tay. Công ty cổ phần bột giặt Nice, thương hiệu Onquan, hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Quý Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Ngày hôm nay chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh sẽ đến bệnh viện để thăm một hoàn cảnh khó khăn, để chia sẻ những khó khăn đó. Hoàn cảnh ngày hôm nay như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dạ, chào anh Linh. Đây là bệnh nhân Úc, em vừa giới thiệu với anh. Dạ. Dạ. Rồi, chào anh. Chào cô Úc. Dạ, chào cô Úc. Bữa nay con nghe tim cô lại một cái nha. Giờ nãy giờ cái này sao sợ nó đau quá. Dạ. Đau sáng nay cô đi tiểu được không? Được. Được. À, anh Nguyễn Quyền Linh tiếp chuyện với bệnh nhân. Em đang qua phòng làm hồ sơ cái. Rồi, Úc Linh sẽ qua gặp bác Bình nha. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn bác Bình. Chào cô, chào em gái. À, Quyền Linh đến từ chương trình Tiếp Sức Hồi Sinh. Mặc dù dịch bệnh đang tiến triển phức tạp nhưng mà chương trình vẫn cứ đến có thể chia sẻ những khó khăn của bệnh nhân. Hôm nay được biết là cô Úc đang nằm viện đây với kinh tế khó khăn ha. Dạ. Chương trình đến thăm coi sao. Đây là gì của Úc? Dạ, cháu nào? Cháu. Cháu hả? Dạ. Cô Úc là quê đâu? Quê ở Long Phụng, Cầu Trắng, Tân Long, Phụng Hiệp. Là Phụng Hiệp á hả? Là Tân Long. Dạ, Tân Long, Phụng Long Phụng. Cô Út ở nhà làm gì cô Út? Hai năm nay đau, không có mần được. Cô Út được bao nhiêu người con rồi? Được 4 đứa, 2 trai, 2 gái. Có gia đình hết hả cô Út hả? Có gia đình hết. Ở giờ chung, mình ở với ai? Ở với thằng con. Con thứ Út á hả? Dạ, mà như nó mần, nó lo cho vợ con nó rồi. Hai chồng già mà cũng lo nhau vậy đó, rồi có thiếu thì nó hãy tiếp. Cô thấy trong người nó đau sao cô Út? Bây giờ đang đau á. Ở dưới này nó đau lên tới đây, nó nhức qua hai tay. Nó nói chuyện cũng được. Mình đau lâu chưa? Không đau cỡ 2-3 năm. 2-3 năm rồi mà sao mình không đi điều trị vậy? Không có tiền, nó đi khám ngoài không. Rồi cái người ta nói đau bao tử. Trời, bệnh tim mà khám sao ra đau bao tử. Dạ, đi trường tỏn số 10 rồi đó, không có tiền. Chứ hôm nay khi vượt tiến thì đâu có tiền đâu. Dạ. Cái đối đế bệnh nhiều quá, cái nói với ông xã. Ông mời không ấy ra, ông cho tôi đi nằm nhà thương cho bác sĩ theo dõi rồi ra bệnh không. Nhưng mà hôm nay cô đóng tiền bệnh viện hết chưa? Dạ, đóng mới có 6 triệu gì đó hả? Giờ ta nói đóng thêm nhiều nữa. Chưa có nói. Dạ. Rồi bác sĩ nói bệnh của bà khoảng 120 triệu. Dạ. Nói trời bác sĩ ơi, 120 triệu tôi đâu có tiền điều trị, ông thôi cho tôi khỏi. Bây giờ tôi đau ít vậy tôi chịu được, khỏi mổ uống thuốc được không? Bác sĩ nói không. Thế thì nói bàn với mấy con á. Ở nhà có mấy công đất á. Dạ. Không lấy gì cầm. Vừa lấy cô biết cái hoàn cảnh của cô rồi ha. Dạ. Vừa lấy sẽ làm việc với bệnh viện có tình hình đó sao thì chương trình đã chia sẻ được phần nào với cô thì chia sẻ ha. Dạ rồi vậy nha cháu nha. Dạ. Để chú qua chú gặp bác sĩ Bình cái. Chào cô nha. Dạ. Xin chào quý vị. Bây giờ Quyền Linh đang theo dõi hồ sơ của Phạm Thị Úc, sinh năm 1963, quê ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Chúng tôi đang trao đổi với bác sĩ Nguyễn Quốc Bình để biết cái tình trạng của bệnh nhân ngày hôm nay. Xin chào bác Bình ạ. Dạ, bác Quỳnh có thể cho biết tình trạng nhập viện của chị Phạm Thị Úc như thế nào? Ghi nhận là bệnh nhân đã hẹp ba nhánh mạch vành, tức hẹp mức độ nhiều và nặng, tức là các nhánh từ nhánh trái, nhánh phải đều hẹp trên 80% tới 90%.
Trời ơi. Dạ. Đây là một ca phức tạp nữa. Dạ. Dạ. Cái khả năng tắc cũng rất là cao. Dạ. Đây cũng là một lần nhồi máu cơ tim chị vào viện. Càng như về sau, những cái đợt nhồi máu cơ tim sau thì sẽ mức độ nguy hiểm càng cao hơn. Thì về điều trị thuốc, đối với những mức độ nhẹ, mình có thể xài những cái thuốc kháng tế bào tiểu cầu, như kiểm soát lipid máu. Nhưng mà ở mức độ của chị thì thời gian kéo dài rồi, mức độ nặng gần như là gần muốn tắt rồi. Thì chắc là tụi em sẽ hội chẩn để lên lịch mổ bắt cầu mạch vành cho chị. À, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới về WHO thì động mạch vành cũng như là nhồi máu cơ tim là một trong những cái tên giết người thầm lặng rất là nặng. Và đây cũng là một bệnh nhân lớn tuổi. À, hiện nay thì sức khỏe của chị Út thế nào rồi? Dạ, hiện nay thì cái cơn nhồi máu cơ tim nó cũng đã tạm ổn định. Thì tụi em vẫn cho chị nghỉ ngơi tại giường. Tại vì càng vận động thì cái nguy cơ nó sẽ vào cái đợt nhồi sau càng cao hơn. Thì cho chị nghỉ ngơi tại giường, với tụi em điều trị thuốc để chờ hội chẩn mổ thôi. Chờ hội chẩn mổ. Hoàn cảnh gia đình, kinh tế cũng khó khăn. Dạ, cảm ơn bác Bình rất là nhiều. Đây là một ca rất là phức tạp và chúng ta cần phải hỗ trợ gấp thưa quý vị. Trong cái tình trạng dịch bệnh đang phát triển thế này, cảm ơn các bác sĩ ở khoa phẫu thuật tim Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ cũng đã hỗ trợ cho chúng tôi hết sức mình, đặc biệt là hỗ trợ cho những bệnh nhân để có thể tiến hành những ca phẫu thuật có thể cứu sống bệnh nhân trong những giai đoạn hết sức là ngặt nghèo này. Cảm ơn bác Bình rất là nhiều. Dạ, em cũng cảm ơn Linh và chương trình đã đồng hành cùng bệnh viện của chúng em để hỗ trợ cho những bệnh nhân nghèo, đặc biệt là những bệnh nhân khu vực miền Tây có thêm nhiều cái cơ hội trong việc điều trị, nhất là những bệnh nhân nặng, có thể nói là thập tử nhất sinh, có điều kiện để tiếp tục cuộc sống của mình. Dạ. Cảm ơn bác Bình cũng như là tập thể khoa phẫu thuật tim cũng như các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Sư Quy Lê, xin mời quý vị chúng ta tiếp tục theo dõi. Hành trình xuôi về miền Tây, chương trình tiếp sức hồi sinh đến với xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, nơi gia đình bà Phạm Thị Út đang sinh sống. Đón chúng tôi là ông Trương Văn Biểu, chồng bà Út, trong một buổi chiều mưa ở miền sông nước, và để đến được nhà bà Út quả là gian nan. Dạ, con chào chú. Dạ. Con bên chương trình tiếp xúc hồi sinh. Dạ, nhà mình ở đâu chú? Dạ, như qua vô kinh. Dạ, vậy bây giờ chú cháu mình đi bằng cái này luôn hả? Dạ, bây giờ đi còn đi bằng giỏ hay đi bằng xe? Dạ, bây giờ chú đi xe về bỏ lên đây luôn hả? Dạ, không đi xe chạy. Dạ, dạ. Thì mời chú đi giỏ. Đây đi xuống nhà chú nó mất mưa quá. Dạ thì trời mưa quá ha cô. Ủa chú, nãy chú nói mấy đứa nhà con chú đi làm hết, hình như con thấy có ai trong nhà. Dạ có đứa con nữa ở xa nó mới lại đi. Thì mời cô ngồi. Dạ. Em chào chị.
Bữa nay có mình chị ở nhà với chú thôi. Thì bình thường thì chị với lại anh Thình làm cái gì thường ngày, công việc á? Em thì cũng đi mặn mướn. Công việc có đều không? Có khi 2-3 bữa có mặn, 2 bữa không, 5-10 bữa có mặn bữa gì đó. Đang mùa dịch rồi cái người ta không mướn, em không có mặn được, giờ không gì đó, chừng tháng mấy nay không có mặn được ngày nào. Bây giờ nghèo thì cũng phải chịu chứ biết sao giờ, bây giờ phải hết khả năng thì cho vợ cứu vợ được thôi, chứ giờ không có thì cầm cố đất gì, chứ giờ không biết cái đường nào để tháo gỡ cho cứu vợ. Rồi bây giờ là chú ở nhà vậy thì ai chăm sóc bà xã chú? Giờ có nhỏ cháu nó ở trển, nó gửi nó hơi tính chiều nay đi trển. Ba em thì đang bị khớp á, cái giò ổng nhức á, bởi vì ổng không có đi mằng được. Dạ, ổng bị hỏi nước á, rồi bị bao tử, ổng đường ruột ổng bị yếu, ổng cũng hấp hởm, ổng cũng bệnh hoài. Ổng có khi là 2-3 bữa ăn không tiêu là nó bị sôi ruột rồi vậy đó. Rồi sao chú không đi điều trị luôn đi chú? Dạ cũng muốn điều trị lắm nhưng mà không có tiền nữa cô. Gia đình em thì nghèo lắm, không có công ruộng nào hết, chỉ đi mần mướn ăn không à. Em thì có 2 đứa con. Trong mùa dịch này á, có khi dịch tháng mấy nay ta không có mướn em mần được ngày nào hết. Em không có thu nhập được tiền. Em ước giờ nhờ nhà hảo tâm ủng hộ cho mẹ em qua khỏi bệnh. Khác với vẻ thanh bình của vùng quê yên ả, câu chuyện về gia cảnh của gia đình bà là câu chuyện nối dài với thời gian qua nhiều thế hệ. Cha mẹ nghèo nên các anh chị con ông bà cũng sinh ra lớn lên rồi lập gia đình trong cảnh nghèo khó. Cả gia đình cũng chỉ có vài công ruộng, chẳng đủ làm ăn. Họ phải làm thuê, làm mướn, kiếm thêm cái ăn hàng ngày. Thu nhập ít ỏi, đã vậy còn bấp bênh theo mùa vụ, thời tiết. Các con ông bà chăm chỉ chịu khó là vậy, mà cái nghèo vẫn cứ đeo bám lấy gia đình họ. Đã vậy, cả ông lẫn bà đều mang bệnh, và vài công ruộng, cái để làm ăn cũng đang trên đà cầm cố để lo chữa bệnh cho bà. Mấy đứa con mới về đó hả? Dạ. Ông sẽ sẵn đâu ba? Đi lên thăm mẹ con, hôm rồi mấy bữa rồi ba nhớ mẹ con quá rồi lên. Ông có tiền gì không? Ba mới mượn được 100.000 đủ đi xe à. Rồi không có tiền gì chân lên chảnh rồi. Ăn uống rồi sao? Thì từ từ tính chứ giờ sao vậy con? Con đây còn mấy chục nè, ba bỏ túi vô đi xe. Rồi coi con ở nhà ha. Dạ, ba đi đường thẳng nha ba. Có chừng đường mưa rồi chơi. Chân chợt á. Hôm rồi nhớ ba quá mà khó khăn quá rồi không có tiền nữa. Giờ cố gắng đi lên trển coi bà làm sao. Bà ở trển. Cầu trời không phải cứu cho bà sống để có bạn già để ăn ngủ. Vì bà sống hồi nào giờ nghèo khổ rồi bây giờ... thấy chung sống nhau giờ không biết làm sao, bỏ bả thì giờ cố gắng lo cho bả. Xin chào cô. Linh làm việc với các bác sĩ khoa phẫu thuật tim rồi. Bác Bình nói với cô là tình trạng của cô là nó tại để lâu quá đó,
là khá nặng. Mình phải làm sao có kinh phí mua thuốc để mình điều trị trước, sau đó hồi chẩn xem cái sức khỏe của thế nào thì mới tiến hành ca phẫu thuật. Còn vì nếu không á, có những rất nhiều huyết khối ở trong tim á, thì bàn ba lá nó bị nghẽn như kia, nó không có thể thở được. Và không biết cũng đau, không nghèo không tiền nữa, rồi cái đi ra đốn mía nó chắn hai ba cái nó đau quá, cái nghỉ rồi cái làm lại nữa cái nó đau cái. Ừ, được rồi, bây giờ thế này á, là Linh cùng với bác sĩ sẽ bàn với nhau để làm sao có cái hội chẩn sớm nhất, để phẫu thuật sớm nhất dành cho cô ha. Dạ. Bây giờ cái chi phí thì nó khá cao, thì Linh cũng sẽ cố gắng vận động làm thế nào đó cùng với bệnh viện, cùng các mạnh thường quân để có thể tiến hành các phẫu thuật. Bây giờ thì đầu tiên của Linh thay mặt chương trình gửi tặng cho cô là 15 triệu đồng của quỹ tiếp sức hồi sinh. Ha. Và tiếp theo là là 10 triệu đồng của cái OnOne, một trong những cái đơn vị hỗ trợ cái phẫu thuật dành cho cô. Với số tiền này thì chúng ta sẽ đóng vào bệnh viện để chúng ta có thể có thuốc men, đầu tiên đi cho nó giải quyết cái vấn đề đầu tiên trước cái đã, rồi tiến hành phẫu thuật cô nha. Dạ. Xin cũng cảm ơn. Dạ. Đây là một trong những cái căn bệnh nó nguy hiểm, cô phải giữ gìn sức khỏe, còn chăm sóc bà nha. Chú, rồi chào cô nha. Chào con. Thưa quý vị, đó là những chia sẻ của những mảnh đời bất hạnh. Mong rằng quý vị sẽ tiếp sức cho chúng tôi để chúng tôi có thể đi đến những nẻo đường để cùng đồng hành với những hoàn cảnh khó khăn đó. Cảm ơn công ty cổ phần bột giặt Lít với nhãn hàng OnOne đã đồng hành với chương trình tiếp sức hồi sinh. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Ấm lên tình người, nụ cười tiếp sức hồi sinh. Chào yêu thương đong đầy vòng tay ấm, ấm lên tình người. Chương trình tiếp sức hồi sinh luôn luôn là một người bạn đồng hành với những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống. Chúng tôi sẵn sàng đi đến mọi nơi, bất kể vùng nào, vùng sâu, vùng xa. Nếu như quý vị gặp khó khăn trong cuộc sống, đừng ngại ngần gì hết. Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chương trình tiếp sức hồi sinh. Công ty cổ phần bột giặt Lít, thương hiệu OnQuan, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.